ra đường cho mọi người. À đẹp chỉ có vậy thôi nha. Thank you.
15 đi. Anh thấy lạnh à? Gì? Anh thấy lạnh à? Thì lạnh. Thế là anh ấy. Gì? Thế sao? Mới anh vừa ngủ dậy. Anh vừa ngủ dậy như thế.
số 7 nhé. Bia số 7 luôn này. Rượu số 7 như kiểu bia đấy á. Bia số 9 nhé. Đúng đấy. Nó có dạng như thế. 40V này. Thế thì uống bia trước. Rồi anh Quyền, anh Quyền bảo là kiểm công nhân chưa về được. Chị nhìn camera quan sát thấy đấy mà mình gì chiều mai nó có được nghỉ khó. Mai mình hai cũng biết được nghỉ cho cái thông báo này. Mình hai chứ ngủ quá mình hai nữa. Phải nghỉ đâu đặt mười hai game nhá. Khi là lúc nào về sớm thì còn lúc nào về muộn thì hết. Ừ. Vào với ấy hai chú cháu vẫn với sư nên là làm mọi người một chén này. Chén này nóng phết. 40 vòng. Nhưng nó lâu cũng thỉnh chỉ là khi mà uống thì mới thích uống trà trắng thôi. Đúng rồi. Khi mà mình uống thỉnh thôi. Tôi lấy dùng nữa đi. Em dùng mà. Đấy. Thì xem món này chế biến như nào. Thank you.
giới thiệu thế. À, cà lô nè. Có bia rượu. Cái không có rượu ở nhà. Một cái người nước ngoài nhưng mà có những người uống người không, có những người rất thích uống nhưng có người không uống. Trước với anh Tuất, của anh ở đây, lúc anh còn làm việc ở trên phòng này. Hôm ấy, cũng cách đây mấy năm, lâu phết mấy năm ở với anh, vừa uống rượu, uống bia. Cứ một bát bia là một chén rượu, một bát bia một chén rượu. Nhưng mà thầy ấy cũng uống được. Đánh nhau mà, nhưng mà thầy ấy cũng được. Phải hỏi anh Tuất thì anh uống rượu.
Trước còn thằng Du ở đây cơ, thằng ấy nó làm việc về hai nó phụ nữa, nó hay chế biến, thằng ấy lâu dẫn là hay vào bếp, mình chỉ biết ăn uống, còn đi rửa bát cho nó chế biến xong rồi anh nó lo lên xay bắt đầu đi rửa, nó thấy về rồi, thấy chịu khó, cái tầm dáng này gọi nó về luôn, Du à, Du nè, nó chưa lâu nói, à nó chịu khó. Anh cái này nó muốn nhẹ nhẹ được nữa, anh muốn luôn. Nó chỉ không sốc thôi nhưng mà nó buồn mãi thôi. Châu kia người ăn cũng nhiều, kia thì nó thoải mái thôi, nhưng mà tôi đi nghĩa là vợ con lên nhà, nhìn cánh, kia thì nhìn vợ, phải là cũng, phải cũng vợ chồng vợ phết, chiều, chiều đúng thôi. Làm bao nhiêu năm, bao nhiêu tiền mới tiêu hết. Có để đâu vào đồng nào đây, chẳng sợ. Chiều là đúng. Nói thế nhưng mà anh thích sợ vợ, anh chỉ tôn trọng vợ. Nha, xin chào cả nhà nhá. Video đến đây thôi. Nếu mà muốn uống quay tiếp nhá. Đây có 12 anh em. Hai anh em làm cùng nhau, thằng em rất chịu khó. Nhưng mà thương thôi. Trong video tiếp theo. Nha, bye bye mọi người nha.